Chọn cốt để các bạn sẽ tạo cái bảng này ra Các bạn sẽ tạo một cái bảng này ra Tôi sẽ tạo một cái cốt để tạo cái bảng này ra Và các bạn sẽ thực thi chèn các câu lệnh vào Ví dụ các bạn có thể chèn vào cho cơ sở liệu một cái tạo Các bạn có thể tạo ra một cơ sở liệu mới Ví dụ như là test ví dụ đấy anh nhân viên Employee đúng không? Rồi các bạn có thể rồi các bạn sau khi các bạn tạo ra bảng đó rồi thì các bạn sẽ cơ sở dữ liệu là... chưa có bảng nào đúng không các bạn sẽ tạo một cái cơ các bạn có tạo bảng dữ liệu à, các bạn sẽ tạo cái bảng dữ liệu tạo xong rồi có bảng cái cột đây rồi các bạn có thể chèn dữ liệu vào thiết cái cốt để chúng ta chèn dữ liệu vào hoặc Và chúng ta có thể nhập bằng tay nhé Rồi chúng ta bôi bôi cái chỗ này chúng ta sẽ thực thi cái độ đoạn này Rồi như vậy chúng ta đã chèn vào rồi Và chúng ta muốn lấy dữ liệu ra Và cái bảng ID của chúng ta bây giờ bảng Imbloid như này Đúng nhỉ Bây giờ chúng ta Bây giờ chúng ta thấy là trong cái bảng dữ liệu cái bảng Tempo DB này Bây giờ chưa có bảng nào đúng không Tempo uh, đây. đây Temporary table chưa có bảng tạo nào đúng không Rồi các bạn sẽ làm như sau Các bạn sẽ các bạn sẽ lấy toàn bộ hai cột là ID và start date từ bảng nhân viên bạn chèn vào bảng này, bảng order info được chưa nhỉ? Rồi các bạn sẽ chèn vào đây. Đúng không? Rồi các bạn sẽ lấy vào đây. Các bạn chạy nhá. Chạy cốt này các bạn chú ý là cái này nó sẽ tạo trong cơ sở employ đúng không? Các bạn check này. Rồi, Thế bây giờ chúng ta thấy là bây giờ cái bảng order info bây giờ đã được tạo ra rồi chúng ta thấy này Đấy order info đã được tạo ra đúng không Đây bảng tạm đã được tạo ra này được chưa nhỉ Các bạn có thể xem các cột của nó Và này nó không cho xem Rồi bây giờ bạn muốn truy xuất cái gì nhỉ Bạn muốn truy xuất cái các cái gì nhỉ Các cái cột của bạn, cái bảng của này thì các bạn có thể dùng câu lệnh là select đúng nhỉ Select sao from thì nhỉ? from order info. Đúng nhở? Rồi các bạn có thể, rồi các bạn có thể chạy code này. Đấy như vậy nó sẽ đưa toàn bộ hai cột đúng không? Cột ID và cột status vào cái bảng tạm ở đây và bảng tạm chúng ta đã được tạo ở đây. Đấy như vậy chúng ta tôi đã hướng dẫn chúng ta tạo demo cái sử dụng bảng tạm. Và bảng tạm thì nó gần như một bảng trong cơ sở liệu và nó thì nhờ chúng ta có thể lưu lưu trữ nó vĩnh viễn. Đúng không? Còn cái việc biến bảng nó chỉ là biến nhớ thôi, khi chúng ta thoát khỏi chương trình nó sẽ mất giá trị của nó đi. Như vậy kết quả của để sau khi truy xuất câu lệnh CNX sao vào lệnh order info thì chúng ta sẽ được được kết quả như này. À, ví dụ thứ hai là chúng ta sử dụng cái bảng tạm. Thì uh, cái ví dụ thứ hai này, ví dụ này. Ở trong là ví dụ thứ hai chúng ta sẽ tạo ra một cái bảng uh, chúng ta ở đây chúng ta đang cần đưa ra ở đây chúng ta đang câu lệnh truy vấn này các bạn sẽ cần đưa ra cái nhà cung cấp nào và tổng số tiền trung bình trung bình tiền của nhà cung cấp đấy à, đây ven bờ đi và cái trung bình tiền của từng nhà cung cấp đấy vì bởi vì một nhà cung cấp thì có thể mua nhiều hóa đơn đúng không có thể có nhiều hóa đơn và bây giờ tôi sẽ sắp xếp theo là nhà cung cấp là một làm tổng tiền là bao nhiêu đấy đúng không và sau khi tôi sẽ uh, sắp bởi vì đây là hàm nhóm đúng không cho nên chúng ta phải group by đúng không group by và chúng ta lấy được kết quả bao nhiêu chúng ta sẽ chèn vào cái bảng gọi top vendor ở đây chúng ta đưa top là chúng ta muốn lấy cái nhà mà có gì nhở uh, nhà chúng ta sắp xếp theo cái cột uh, cột uh, gọi là uh, sắp xếp theo trung bình của trung bình trung trung bình mua tiền là gì nhỉ là lớn nhất chúng ta muốn sắp xếp theo cái số 1 trước và chúng ta chèn vào cái bảng này tóm lại cái bảng top vendor là gì top vendor là tôi muốn lấy đưa ra mã nhà cung cấp này tôi muốn đưa ra mã nhà cung cấp này và thứ hai là trung bình tiền của cái hóa đơn của nhà cung cấp đấy là lớn nhất đúng không đấy sau khi lấy ra rồi thì các bạn có thể sử dụng nối hai bảng này với nhau các bạn có thể sử dụng bảng tạm giống như một bảng bảng tạm giống như một cái bảng để cho các bạn làm việc các bạn có thể sử dụng câu lệnh nối vào rõ nhỉ các bạn rõ nhỉ bây giờ chúng ta chúng ta bắt đầu làm nhé đây tôi làm tôi vừa làm tôi giải thích cho chúng ta thì các bạn sẽ sử dụng câu lệnh gì nhỉ các bạn chưa chạy vội các bạn đầu tiên các bạn sẽ sử dụng câu lệnh cơ sở liệu api nha rồi à, cái câu lệnh cái câu lệnh này tất nhiên nó chạy ngay rồi nhưng mà tôi muốn giải thích cho chúng ta một chút là chúng ta không lấy top 1 nữa mà chúng ta lấy tất được chưa rồi các bạn chưa chèn vào bảng này với nếu chèn vào đây nó sẽ tạo rồi nó báo báo là lỗi hơn nữa rồi các bạn đầu tiên các bạn lấy cho tôi là tất cả những nhà cung cấp và gì nhỉ và trung bình hóa đơn của họ nhé các bạn mở cái bảng tiếp theo các bạn sẽ từ bảng hóa đơn đúng không rồi các bạn sẽ lấy bảng hóa đơn đây chúng ta thấy nếu một một cái nhà cung cấp thì họ mua rất nhiều lần đúng không đấy Bây giờ muốn muốn mua tổng số tiền của họ bao nhiêu? Đây, tổng số tiền cộng hết cái đám này vào đúng không? Và lọc theo từng cái nhà cung cấp này, ví dụ 123 này là có 3, tổng tiền bao nhiêu đúng không? Ờ uh, 2, 121 cũng bao nhiêu lần đúng không? Đấy, như vậy chúng ta muốn làm cái ý điều điều đó là chúng ta sắp xếp theo tăng lần lên. Đây chúng ta sẽ làm như sau. Tôi bỏ top đi nhá. Như vậy tôi đưa ra đầu tiên tôi đưa ra toàn bộ những cái nhà cung cấp và và gì nhỉ? Uh, mã nhà cung cấp và tổng tiền của từng hóa đơn được Và tôi sắp bởi vì đây là hàm nhóm cho nên là cái hàm này ấy là gì nhỉ? Hàm này nó phải uh, nhóm theo nhóm, nhóm theo nhóm ở đây là theo từng gì nhỉ? Theo từng nhà mã nhà cung cấp đúng không? Chúng ta tổng tiền theo từng nhà cung cấp một đúng không? Cho nên là trong cái tất cả những cái cột nào ấy mà trước cái hàm nhóm này thì đều được phải đưa vào mệnh đề group by. Đấy. Ví dụ ở đây chúng ta thấy muốn lấy tên một cột nữa nữa thì các bạn đều phải đưa vào cái uh, group by. Đấy, tất cả những trường nào mà trước cái hàm nhóm ấy đều phải đưa vào mệnh đề group by. Đây. Như vậy ở đây và các bạn sắp xếp cái này tăng dần các bạn chạy này đấy như vậy nó đưa ra rất nhiều thông tin như vậy nhà cung cấp là một hay hai cũng là tổng tiền là như này đúng không tổng tiền là này đây là tổng từng nhà cung cấp như vậy chúng ta có tổng đến 34 nhà cung cấp và tổng tiền của cái từng cái này ở đây và cái nhà cung cấp là nhiều tiền nhất là đây bởi vì chúng ta đã sắp xếp gieo gì nhở à, sắp xếp theo cái này tăng dần đúng không Để giảm dần thì cái cái ông nào nhiều tiền nhất ông nổi lên vì bây giờ chúng ta lấy top 1 thì sẽ lấy được cái ông này đầu tiên, đúng nhỉ? Lấy top 1 nhá. Các bạn lấy top 1 này. Thì nó sẽ lấy được của nhà quốc 110. Đấy đúng không? Đó rồi. Và cái, bây giờ các bạn sẽ lưu vào một cái bảng tạm đúng không? Các bạn sẽ in vào một cái bảng top vendor ID. các bạn sẽ chèn vào cái cái tóm lại chèn uh, chèn cái gì cái dữ liệu này vào cái bảng này đúng không các bạn sẽ chạy này rồi như vậy nó sẽ đã tạo ra rồi và bây giờ các bạn sẽ thì nhỉ? bạn sẽ nặng. Ở đây các bạn sẽ đi tìm đi tìm dữ liệu từ hai bảng là bảng gì nhờ? Bảng, bảng 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 invoice và bảng đấy chúng ta đi tìm tất cả những cái nào mà gì nhỉ? Là dữ liệu mà truy vấn dữ liệu ở trong hai bảng có thể điều kiện nối hai bảng với nhau. Các bạn có thể copy cái này các bạn chạy. Rồi các bạn có thể chạy này ấy và như vậy là tóm lại ở đây là gì đây là đưa ra cái uh, mã nhà cung cấp này uh, số tiền lớn nhất này đúng không từ bảng hóa đơn đúng không lối cái bảng tạm ấy trong khi đó là gì nhỉ trong khi đó là cái cái gì cái uh, trong khi đó là cái điều kiện nối là cái vendor id một trăm này đúng nhở như vậy đưa ra cái nếu mà không có cái mắc này thì sao nhỉ nếu không có cái mắc này thì nó rất là nhiều cái gì chúng ta nếu không có cái mắc này sao không có mắc thì chúng ta thấy bỏ group by đi đúng không không có mắc thì chúng ta bỏ group by đi ví dụ đây chúng ta bỏ group by đi không có mắc nữa mà thôi chúng ta biết lại nhá chúng ta biết lại chạy tóm lại nó sẽ một nhà cung cấp ở đây thì với cái mã 110 thì nó có rất nhiều cái gì nhỉ có rất nhiều cái đơn hàng mà bây giờ chúng ta đi tìm cái cái gì nhỉ cái ngày lớn nhất đúng không cái ngày lớn nhất chúng ta chạy cái cốt này à cái này cốt này nó đã chạy rồi cái này nó chỉ chạy một lần thôi bởi vì chúng ta đã chèn cái này vào đây rồi và kết quả của cái này đấy. nó chạy ra nó sẽ ra là gì nhỉ là một trăm mười vendor id một trăm mười